Chồng Vi Hương kể về cảm xúc khi nghe cuộc điện thoại báo tin mẹ mất. Về nước định cư, nhạc sĩ Hoài Phương đau lòng thông báo mẹ ruột về nơi yên nghỉ vì bệnh nặng. Chẳng những thế, anh vừa mới ở với bà tại Hà Nội ngày hôm trước, hôm sau vào Sài Gòn được vài tiếng đồng hồ, thì hay tin từ chị ruột rằng phụ huynh đã trút hơi thở cuối cùng. Anh kể về hành trình rối bời cảm xúc từ khi dịch bệnh xuất hiện và tình hình của mẹ ngày càng trở nặng cả hai bán cầu não đều đã hư hỏng hết mẹ liệt toàn thân gần như không hề có phản ứng gì nữa phổi viêm thận viêm rồi đủ thứ không làm việc bệnh viện bó tay trả về cho mẹ mấy ngày đến một tuần ở mỹ nhân lòng nam nhạc sĩ rối ren mỗi khi nhận được cuộc gọi từ người thân anh lại lo lắng vì sợ điều chẳng lành xảy ra dịch bệnh phức tạp việc đi lại khó khăn nên hoài phương quyết định về nước định cư vì e rằng mình không còn cơ hội nhìn phụ huynh lần cuối nếu ở xa Ông xã Việt Hương kể, sau nhiều biến cố trong xã hội, con đã quyết định dẫn cháu về Việt Nam. Một trong những lý do con đi tới quyết định này là vì muốn về gần mẹ hơn trong những ngày cuối đời của mẹ. Thời gian qua, vợ chồng nữ danh hài liên tục di chuyển ở Hà Nội, Sài Gòn. Anh vừa chăm mẹ vừa vào Nam để bắt đầu ổn định cuộc sống mới. Ai mà ngờ chỉ cách nhau một ngày thì tin dữ xảy đến chúng con vừa mới vào sài gòn được đêm hôm trước thì chiều hôm sau cú điện thoại định mệnh đã tới chị gọi báo tin mẹ đi rồi mà con bàng hoàng ngẩn ngơ con đã chuẩn bị tâm lý cho cú điện thoại này bao lâu nay nhưng những gì chuẩn bị đều tan biến hết khi nghe mẹ đã bỏ chúng con ra đi rồi cảm xúc của con giờ đây lẫn lộn buồn đau vô cùng vì từ nay con không còn mẹ nữa nhưng cũng nhẹ nhõm vô cùng vì không còn phải thấy mẹ chịu đựng thêm hoài phương đau lòng trong một thời gian dài vì chứng kiến mẹ bị hành xác trên giường bệnh giờ đây dù không muốn rời xa phụ huynh nhưng anh vẫn phần nào nhẹ nhõm vì bà thoát khỏi những cơn đau thể xác trong tâm trạng rối bời anh vẫn không quên cảm ơn vì phụ huynh đã sinh ra và dạy dỗ mình nên người